Trang ghét chính quyền Cộng sản. Đoan Trang lớn lên trong xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Gia đình cô được hưởng lợi từ chính quyền Cộng sản. Cô cũng được chính quyền hỗ trợ không ít trong quá trình học tập và làm việc. Trong quá trình hưởng lợi ấy, chưa bao giờ thấy Đoan Trang kêu ca hay phàn nàn bất cứ điều gì về sự bất công của xã hội Việt Nam. Bỗng dưng một ngày, cô ta quay sang chửi chính quyền và miệt thị Đảng Cộng sản một cách tệ hại. Nếu bạn vào Facebook của Đoan Trang, bạn sẽ thấy cô ta không còn phân tích các vấn đề chính trị Việt Nam một cách tỉnh táo, lý trí và công bằng nữa, mà sặc mùi chửi bới, thù hằn, công kích. Cô ta sẵn sàng dành lời lẽ phỉ báng cho những lãnh đạo Việt Nam gạo cội từ cái thời mà bố mẹ cô và chính cô hưởng lợi từ chính quyền. Một bài đăng gần đây nhất của Đoan Trang có tên Những nụ cười cộng sản. Cô ta sử dụng sự mỉa mai để ám chỉ các lãnh đạo Việt Nam là chỉ biết xuân xoe. Vào những dịp đón tiếp đại diện của Đảng và Nhà nước về xuống thăm cơ sở, cán bộ cũng như quần chúng phải ăn mặc đẹp, gọn gàng, nói chung quần là áo lượt, nên ta sẽ không nhìn rõ được chân họ trong những ống quần xuống xính, chứ nếu không, hẳn ta sẽ giật mình thấy những cái chân xoắn quẩy. Nhưng cô Đoan Trang đã quên nụ cười xuân xoe của mình và các đồng đội đấu tranh dân chủ của mình khi bắt tay các đại diện đại sứ quán thuộc phe Mỹ và EU. Cũng xoắn quẩy không kém chứ nhỉ? Những lần ngoại giao và làm truyền thông ấy, các nhà dân chủ ai cũng cười tươi như vào hội, trong khi nội dung các buổi nói chuyện lại hết sức nghiêm trọng vì chúng thường là những buổi kể lể về sự khó khăn trong hoạt động dân chủ ở Việt Nam. Phải nhìn nụ cười của Đoan Trang và đồng đội của cô ta, chúng ta mới hiểu được tại sao họ ghét chính quyền cộng sản đến vậy. Từ sau cuộc cách mạng Hoa Nhài, Georgia và bàn tròn Ba Lan mùa xuân Ả Rập, Mỹ và Liên minh EU đã đầu tư không ít tiền để gây dựng các thế lực xã hội dân sự, sử dụng các hoạt động biểu tình đòi nhân quyền để lật đổ chính quyền cộng sản hoặc chính quyền Hồi giáo. Mỹ và EU rót tiền cho các hoạt động này thông qua các tổ chức xã hội dân sự mà điển hình nhất là NED và Giáo hội Công giáo. Càng gần cái đích lật đổ, tiền đầu tư vào các hoạt động này càng nhiều. Bên cạnh đó, từ sau năm 75, nhiều người Việt lưu vong thuộc Việt Nam Cộng hòa cũ bắt đầu ăn nên làm ra và bắt đầu chi tiền cho các hoạt động dân chủ ở Việt Nam với hy vọng người biểu tình trong nước có thể giúp họ trả mối thù thất bại trong chiến tranh Việt Nam. Nguồn tiền từ nước ngoài cùng lúc đổ về liên tục trong quãng thời gian từ năm 2005 đến nay đã lôi kéo không ít các thành phần hám lợi, có thể kể đến như Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và đương nhiên không thể thiếu Đoan Trang. So với tiền nhuận bút com cõi ở tòa soạn báo Vietnamnet, Đoan Trang thấy rằng trở thành nhà báo bá đạo của phong trào dân chủ sẽ có lợi nhuận cao hơn mà đầu tư ít hơn. Vậy là cô ta hùa theo giọng điệu chống đối và chửi bới chính quyền, dù trước đó chẳng có mâu thuẫn gì. Cô ta mượn sự thù hận của những người Việt lưu vong, mượn lý luận của kẻ xâm lược từ Liên minh Mỹ và EU để làm phát ngôn cho mình. Để rồi, từ chính phát ngôn ấy, cô lại được chính những thế lực kia đầu tư tiền để viết bài chửi bới, tổ chức đội ngũ, chửi hội đồng và kêu gọi biểu tình. Do đó, nụ cười của cô ta luôn tươi tắn mỗi khi tiếp xúc với các ông Tây, bà Tây có quyền có chức hoặc các nhà hoạt động dân chủ lưu vong lắm tiền ở hải ngoại. Thế nhưng, cô ấy sẽ nhanh chóng biến thành ác quỷ khi gặp đối thủ cạnh tranh nguồn tiền và phát ngôn và biến thành kẻ du côn rạch mặt ăn vạ khi đề cập đến chính quyền.